Đi làm mẹ mà chị không nhớ thôi nôi con chị, chồng nó chém chị chết. Thức đêm mới biết đêm dài, ở lâu mới biết chồng chị dài bao nhiêu. Khi mà em ngủ rồi là cô tiên lý hiện ra giành giải lý trong mơ cho em. Chị muốn bài kiểm tra lý của chị 10 điểm không? Muốn. Vậy nằm mơ đi chị. Ba chị em mình không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng nguyện chết cùng năm, cùng tháng, cùng ngày. Ai chơi gì? Nghĩ cũng lẹ thiệt. Mới ngày nào còn mang nặng đẻ đau, giờ cái bụng nó nhỏ lại rồi nè. Lẹ thiệt á. Tính ra là năm rồi. Ủa? Giờ là con chị là trọn tuổi rồi đó. Nhắm chừng cũng thôi no rồi đó. Ơi, bữa nay thôi nói con mà chị không nhớ chị ơi. Ủa bữa nay thôi nói hả? Mà phải ngày hôm nay không? Đúng rồi, chính xác ngày hôm nay thôi nói con chị. Trời ơi. Sao vậy chị ơi, chị làm mẹ mà chị không nhớ thôi nôi con chị, chồng nó chém chị. Ủa? Chết. Trời đất ơi, sao cô biết cô không nói tôi, cô làm vú em gì kỳ vậy? Tôi là vú em chứ phải vú chị đâu. Thí dụ bây giờ chồng chị bơm con vô người tôi đi, tôi đẻ nó ra thì tự động tôi nhớ. Cô ước ao được cái chuyện đó phải không? Chị ghen tôi với chồng chị. Chị có mắt nhìn người không mà chị ghen với tôi. Xin lỗi chị đi, chồng chị tôi con với anh em trong nhà. Lâu lâu ông hẹn tôi ra rồi ngồi nhậu tâm sự chuyện đàn ông. Tôi cũng có đủ tâm lý tôi hiểu chuyện đàn ông mà. Còn chị đàn bà con gái, chị làm mẹ không mà chị còn không làm được. Nghĩ sao? Đó, đứa gái mới 1 tuổi à, mà chơi được chơi mấy cài mấy đào. Chị muốn nó cài ai trong cuộc đời này? Chị muốn nó đào ai trong cuộc đời này? Đang vậy còn chơi tu viết, dặn dẹo ai hả? Dặn dẹo ai nữa? Cái chuyện của tôi á là tối ngày tôi đầu tắt mặt tối, tôi lo tôi làm vợ, tôi quên cái chuyện tôi làm mẹ. Cô có nhiệm vụ của cô phải nhắc tôi chứ, bây giờ cô giúp tôi đi. Bây giờ là chị cuốn gói chị bỏ xứ chị đi đi, còn chồng con nhà cửa chị tôi lo cho. Ham lắm. Bà mở miệng ra là bà đòi cướp chồng người ta. Tối ngày á là thấy cái vòng cột, cái đầu lả lơi lả lướt nè. Chi quyến rũ chồng tôi hả? Cái đầu này không phải là cái đầu lả lơi, cái đầu này là cái đầu đường xó chợ. Chị không nhớ cái lúc mà tôi đầu đường xó chợ chị ma tôi về căn nhà này hả? Lúc đó tôi nhớ cái nhà này mới có tầng trệt nè. Chính tay tôi xây lên tầng 2, tầng 3 cho căn nhà này. Tôi gom góp gạch đá của hàng xóm láng giềng tôi xây lên căn nhà mới có ngày hôm nay. Chị không nhớ cái khoảnh khắc mà xe cần cẩu nó móc tôi lên 6 mét. Tôi dùng dãy ở trên đó, tôi tráng từng lớp xi măng lên vách nhà đâu chị. Trời ơi, thả tôi xuống tôi sợ, tôi nói mặt tôi nâu tới bây giờ luôn. Bà xây xong chưa dừng lại ở đó, giữ căn nhà này mới mệt. Tôi phải thức đêm, thức hôm, thấy không? Thức đêm mới biết đêm dài, ở lâu mới biết chồng chị dài bao nhiêu. Tôi khổ tâm lắm chị biết không? Khổ dữ lắm. Khổ sao không nghĩ đi? Tôi nghĩ rồi, chồng chị ai lo? Cái căn nhà này ai lo? Thôi rồi rồi, cô ơi, cô giúp việc ơi. Thì coi như là cái nhà này cô xây lên cho vợ chồng tôi ở đi. Coi như là chồng tôi cô lo đi. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Ở nhà nhớ kẻ xây nhà. Chị mang ơn tôi cả đời. Rồi, kẻ xây nhà ơi, làm ơn tôi lại cô giúp tôi coi. Chứ một xíu nữa ông chồng tôi không về, tôi không biết được là ông làm gì cái nhà này đó. Tao đốt nhà, tao đốt nha cho mày coi, tao đốt nè. Thôi nhớ con đầu lòng, tao cũng quên. Tại sao? Tao đốt nè. Trời ơi, anh nhà mình cuồng sát đi luôn hả chị? Thôi được rồi, bây giờ giúp tôi đi. Tôi lại cô, tháng này tôi tăng lương cho. Chuyện đã tới mức độ này thì mình cần phải lên kế hoạch. Đây là khu tao sống. Đây là chồng chị, đây là chị, còn đây là em. Bé, chị là hậu, vua là chồng chị. Đúng rồi. Thì em phải là con chốt chứ sao Hữu Tâm? Chị nghĩ Hữu Tâm ở đây tích là xỉa xói và xăm soi người khác đúng không? Xin lỗi chị, Hữu Tâm của em ở đây là có tâm, có đức. Khi nào em tức thì em mới đâm. Chị tập trung vào vấn đề giùm em cái đi. Rồi. Bây giờ chúng ta có 6 tiếng để chuẩn bị bữa tiệc thôi nôi này. Và chúng ta sẽ phải chích ra 4 tiếng để ra ngoài chợ mua thực phẩm, mua đồ trang sức. Cái gì? Mua đồ trang sức đẹp rồi, tự tin rồi mới bắt đầu mua đồ trang trí. Về nhà mất thêm 2 tiếng nữa để trang hoàng lại nhà cửa đúng chất như một bữa tiệc thôi nôi. Nhưng mà quãng đường từ nhà mình tới cửa hàng và quãng đường từ cửa hàng này tới cửa hàng kia mất hết 100 cây số. Mà chúng ta có vận tốc bằng với quãng đường chia cho thời gian. Vậy chia chúng ta sẽ có 25 cây số trên giờ. Nhưng chị có biết
Vận tốc chúng ta tính trên giấy tờ vậy thôi, nhưng trong thực tế cái vận tốc này còn chịu tác động của một lực gọi là lực Newton. Và theo lý thuyết của lực Newton, một vật nào đó không chịu tác động của một lực hoặc là chịu tác động của nhiều lực mà hợp lực của nó bằng không thì vật đó sẽ nằm trong trạng thái đứng yên hoặc là chuyển động đều. Ví dụ như là em đi ra chợ bằng chân không, tức là bàn chân của em không chịu tác động của đôi dép đôi giày, thì em sẽ nằm trong trạng thái đứng yên hoặc là chuyển động đều từ nhà ra tới chợ. Còn nếu như em mang dép mang giày ra tới chợ, tức là có một cái lực nào đó từ dép từ giày tác động vào bàn chân của em, thì nhiệm vụ của em và chị là làm cách nào đó để khiến cho cái động lực trong đôi dép đôi giày bằng không để em nằm ở trạng thái đứng yên hoặc chuyển động đều từ nhà ra tới chợ. Sao giỏi mấy này dữ vậy? Em học chuyên lý mà. Chị có bao giờ cãi lý lại em? Cái mặt của chị là cái mặt xem thường em. Chị nghĩ em không có tri thức đúng không? Đâu có. Xin lỗi chị, ban ngày em cười nói vậy thôi chứ ban đêm em ngủ như chết. Khi mà em ngủ rồi là cô tiên lý hiện ra và giải lý trong mơ cho em. Chị muốn bài kiểm tra lý của chị 10 điểm không? Muốn. Vậy nằm mơ đi chị. Từ đó chúng ta sẽ có công thức là F bằng M nhân cho A. Nhưng mà em suy đi nghĩ lại, em và chị cùng nhau đi trên một đoạn đường như vậy là sẽ không kịp thời gian, nên chúng ta phải chia ra phân nửa, 50 xuống biển và 50 lên non. Chị là mạng thủy ứng theo phương Bắc nên đi về phía Bắc. Em là mạng hỏa ứng ở phương Nam nên đi về phía Nam. Rành phong thủy nữa ha. Trời, em làm thầy mà chị. Thầy gì nữa? Thầy quầy á chị. Chị thấy cái nhà này thầy quầy không? Một tay em tạo ra cái thầy quầy đó đó. Nó khùng nó điên gì đâu. Bây giờ á, có cái nhà rồi, có tiệm tạp hóa rồi, phải tính cái đường từ nhà tới tiệm tạp hóa làm sao để không gặp rủi ro. Rủi ro gì? Trời ơi, cái thời tiết gì mà ngang ngược vậy? Trời đất ơi, mưa gì như tán vô mặt người ta thì làm sao mà người ta có đủ sức khỏe tâm lý đi chợ được? Nắng gì đâu mà muốn tan biến luôn vậy đó. Trời ơi, chị ơi, trời ơi, bình thường em nhớ là anh nhà mình 6 giờ mới về mà. Hết sao giờ về sớm vậy? Hết rồi, giờ sao? Thôi chị ơi, bây giờ chị vô, chị cuốn gấu, chị bỏ xứ gì đi giùm em cái này chị ơi. Mà điên hả? Sao tôi bỏ chồng con tôi được? Bây giờ chị không đi thì em đi. Thảo có nhà không em? Chị Tám nấu đám nè. Cho chị xin mấy trái chanh về tẩy tới bào chết ngang. Trời ơi, mình có bà Tám nấu đám. Rồi hay quá, hôm nay qua xin chanh thôi mà hả, được nguyên một cái đám luôn. Rồi, tôi nấu đám là ngon xuất sắc đó nha. Chị nhờ chị hết. Rồi ăn gì tôi nấu nè, khai vị. Khai vị thì mình có súp. Súp thì có súp cua, súp cá, súp gà, súp quả, súp hoa. Còn gỏi thì có gỏi gà, gỏi qua, gỏi cha, gỏi má. Gỏi cha, gỏi má là gỏi cha để nhỏ thèm, gỏi má để nhỏ thích. Cho thích nghe thèm. Còn món chính thì có cá chiên, chiên tương, chiên thường, chiên mắm. Còn bò thì có bò đút than, đút củi, đút lò, đút lót. Đút lót là đút lót tiền vô mỏ bà thêm đó để bà lo hết tất cả mọi thứ trong bữa tiệc giùm tôi đi. Bao nhiêu em chi cho chị hết. Trời ơi, bà này đâu có đơn giản là kia là bà Tánh nấu đám không? Bà nấu nhiều bà đâu ngon, nó mà chết dằn cho nó luôn đó. Chị, bữa nay chị xuất hiện ở đây vô ngay cái thời điểm này là tôi nói duyên lý, số. Duyên số, chị là cứu tinh của gia đình em đó chị. Trời ơi, mừng dễ sợ vậy đó. Chị, chừng nào có Tâm. Làm gì mà thất vọng buồn bã thở dài chán nản ngao ngán. Nấu đám mà, đâu phải thiệt gia đình đâu, muốn có là có. Bộ ba đầu sáu tay 12 con mắt hả, thần thông quảng đài hay gì, làm lẹ làm lẹ làm lẹ làm lẹ làm lẹ. Bà chủ, cái dao tôi cất ở đâu rồi? Chị, bà đuổi cổ cái con đó về liền cho tôi. Còn không, một là tôi chôn nó, hai là nó chôn tôi. Chị, nói chị nghe nè, bây giờ chị đi về đi, chứ không thôi nó không chôn được chị là nó chôn em luôn á, chứ em nổi da gà rồi đó. Chết rồi, 4 giờ rồi bà chủ ơi. Chết rồi. Quá muộn rồi, quá mệt rồi, quá đủ rồi. Tụi mình không có lỗi, lỗi là gió thôi nôi thôi. Thôi được rồi. Ba chị em mình không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng nguyện chết cùng năm, cùng tháng, cùng ngày. Hả? Chơi gì? Qua đây xin miếng chanh tẩy tới bà chết chưa? Tẩy chết rồi cũng chơi
đâu? Tôi không cần biết. Quá muộn rồi, quá mệt rồi, quá đủ rồi. Ông chơi, ông chơi mà. Đi. Mình ơi, em xin lỗi mình. Em lỡ quên ngày thôi nôi của đứa con đầu lòng của chúng ta. Tại con nhỏ này nè, nó không có chịu nhắc em. Bà chủ gấp lửa bỏ tay người. Ông chủ ơi, ông chủ nhìn em đi. Lúc nào em cũng hèm hể như vậy. Em bản thân em còn quên chăm sóc mình mà thì làm sao mà em nhớ được ngày tháng năm sinh của con của ông chủ bà chủ. À còn em qua đây em xin tranh tẩy tới bầu chết. Em không muốn chết rồi. Em thề từ đây em không qua đây xin tranh nữa. Không bao giờ xin, không bao giờ xin nữa. Làm ơn tha cho em đi. Trời, ai đây? Dạ, em là nhân viên Fly Food chuyên tổ chức tiệc tại nhà. Ai mời anh tới đây? Là anh đó. Ông chủ, anh biết em lo chuyện làm vợ nên quên đi chuyện làm mẹ. Mọi chuyện anh đã lo liệu hết rồi. Ủa bà chủ ơi, sao ông chủ nói chuyện mà cái chân mày ông chủ nhảy múa vậy lắm á? Ông nói vậy á là ông đang thông cảm cho bà chủ hay là ông chửi bà vậy? Thôi đi, sao cũng được hết đó. Dạ dạ, em biết lỗi rồi, em cảm ơn anh. Em yên tâm đi, không có sao đâu. Mọi chuyện đã có Fly Food lo. Em lên thay đồ đi. Chết được, hai chân mày ổng như hai cái dao lam rồi cũng đó. Ông chém bà vợ lên thay đồ lẹ đi. Dạ dạ dạ. Ai mới là vợ tôi? Trời đất ơi, tự nhiên cái trải ra ngồi ăn hèn mọn gì? Ăn phải ăn sang trọng và đẹp đẽ giống như vậy. Mà công nhận nha, từ trước tới bây giờ tôi chưa ăn một cái bữa tiệc nào mà tại gia đình mà nó đẹp mà nó hoành tráng như vậy luôn á. Chứ sao, tất cả những cái này nè là do Fly Food làm cho đó. Mà bây giờ ví dụ như nhà mình không có bàn ghế nha, bên đó đem bàn ghế tới đây. Nếu như muốn đặc sắc hơn, ăn trên thảm bên đó cũng có. Trời ơi, hay vậy ta. Anh, cái bạn Nhân Viên đâu rồi? Tại vì anh sợ bé ngại á, cho nên là anh thuê theo cái dịch vụ là sát của Fly Food á, là mình ăn xong rồi người mới tới dọn dẹp cho mình á bé yêu. Ôi chồng em tâm lý quá chứ sao giờ anh mà không hiểu cho được. Tao chiên xù hai cái mỏ với con cá liền nha. Cái chú không người hả? Người ta đang ăn kìa, người ta ói ra hết bây giờ vừa phải thôi. Còn anh nữa, tự nhiên cái người ta tới đây người ta cực công, người ta bày ra cho mình xong cái đưa người ta đi, phải ở đây với tôi, phải ăn chung với tôi. Dạ có em. Ôi trời ơi, trời ơi, xuất hiện liền luôn. Nghe ăn chung có xuất hiện liền phải không? Dạ em tới đây không phải để ăn mà là để phục vụ cho tất cả các anh chị có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay. Phục vụ luôn? Dạ. Trời ơi chu đáo quá mọi người ơi. Tôi cảm động quá, tôi hạnh phúc luôn á. Mọi người ơi đừng có ăn nữa. Nghe tôi trần tình cái vụ này nè. Buông rượu bỏ xuống. Trời ơi. Buông xuống. Buông xuống kìa. Không uống nước luôn. Để nước vô. Không có nhai luôn. Nuốt vô. Im, không hắc gì hắc xít gì hết. Đây, tôi xin nói cuộc đời của tôi. Từ trước tới giờ là tôi làm người ở trong căn nhà này, không ai phục vụ tôi hết. Tôi toàn phục vụ cho chồng bà này không. Tôi và chồng chị tối ngày cứ quần quật hùng hụt vậy đó. Mệt chứ. Rồi rồi rồi, biết bà quần quật hùng hụt rồi. Râu còn chưa cạo nữa mà. Được rồi, cái này là nỗi niềm của tôi. Đừng có nói như vậy. Tôi hứa với lòng rồi, tôi sẽ không quần quật hùng hục trong căn nhà này nữa. Tôi quyết định là sau bữa tiệc này, tôi đi theo anh Fly Food để tôi tổ chức tiệc tùng giống vậy cho mọi người, mang niềm vui hạnh phúc đến cho mọi người. Mà anh, em hỏi nè. Dạ. Bây giờ làm tiệc làm 3-4 người á, dăm 3 người thôi. Chứ mà bây giờ làm nhiều em không có làm đâu nha. Bao nhiêu cũng nhận hết á chị. Ví dụ như là 5, 10, 15, 20, 25, 30. Bao nhiêu cũng nhận hết. Mà không những vậy nha, ở đâu cũng tổ chức được hết trơn á. Từ công ty cho tới nhà riêng hay bất kỳ chỗ nào đi nữa. Hay vậy hả? Mà được cái nhà mọi người phục vụ rất là ok. Phục vụ từ A tới Z, trọn gói, trọn tình, trọn tiền, coi như là trọn bộ hết tức tần tật luôn vậy đó. Nếu như mà mọi người muốn book á, chỉ cần book trước 2-3 tiếng là ok liền. Trời ơi, hay quá. Ủa mà anh,
Hồi chiều em có để ý nha, anh xuất hiện như một vị thần. Trên tay anh ôm một cái hộp mà trên đó có ghi là sờ a sờ, là viết tắt của chữ sống ăn sang, phải không? Dạ không phải đâu chị, SAS là viết tắt của chữ Ship and Service, có nghĩa là giao thức ăn và phục vụ. Như chị thấy đây thì với cái ly có đế như thế này thì chị đang sử dụng gói SAS VIP, và như bạn ở bên trong á là gói SAS tiêu chuẩn. Vậy là bên trong có bàn luôn. Ui, bữa tiệc của chúng ta là một bữa tiệc mở rộng không gian. Trời ơi, chắc là đông vui vậy lắm á. Cho em xin mấy miếng chanh đi mời. Bà vô với bạn bà đi. Bạn bà mà bà vô đi. Bạn có gì bà qua bà xin chanh không mà không ở có cùng đây là bạn của tôi. Anh, lên ghế cho em. Dạ. Em cảm ơn anh. Lên ly, lên nước, lên chén, lên dĩa cho chị. Thôi nè. 1, 2, 3 vô nha. 1, 2, 3 vô. Fly Food, ăn tại nhà, không lo rửa chén.